Rồi con xin chào các bác em xe đạp trên toàn quốc luôn. Hôm nay con có mớ đồ linh tinh con đưa lên đây cho các bác tham khảo, nếu bác nào ưng được xin alo con nha. Đầu vô con giới thiệu cái ổ khóa đi. Ổ khóa này là ổ khóa của Trung Quốc nha các bác. Trung Quốc hàng mới, hàng xưa chưa xài còn mới. Đó, gồm có ổ bằng đồng nè. Đó, ổ bằng đồng hình kim cương nha. Chìa bằng đồng nha các bác, đồ đạt linh kiện theo theo đầy đủ nha. Đó, mình chưa xài, nó lắp vô xe thôi là đẹp luôn nha các bác. Đó. Trời, con dâu lưu cái này là 180k bao ship nha. Bác nợ được alo con. 180k ổ khóa này bao ship, bác nợ được alo con. Hai con có bộ đề nè, bộ tay thắng nè. Bộ tay thắng này là Romat nha các bác. Romat mà nó bị mắc lên bên chữ nè. Đó, xài ngon lành. Đó, xài ngon lành. Gom ghiết rồi ghim cho các bác. Này là 700c nha, chữ 700c nha. Giờ con giao luôn cái bộ này là 300k bao ship nha. Bộ sắn này 300k bao ship nó nội nha lâu còn. Đây có cái bộ đề nha. Bộ đề. Carit nha các bác. Đó. Shimano Carit. Hàng Indonesia nha. Indonesia. Nó xài ngon lành nha bác. Nó bánh xe đồ zin cho nha. Còn nguyên zin cho gửi xe nhôm nha. Xe nhôm này mới nha các bác. Rồi bác nợ cái đề này. Con giao lưu cái đề này là 250k bao ship nha. Đó, 250k bao ship cho cái đề này. Đó, đây cả rít. Láo tháo trên xe nhôm đề mới ra. Của Indonesia sản xuất Shimano. Rồi bác nào ưng được cái đề alo con ha. Cặp bidan này mắc hai nắp nha các bác. Kiểu nó gì lạ nè. Nó mắc hai nắp. Kiểu lạ. Bằng nhôm nha các bác, nhôm toàn thân nha. Giờ con giao lưu cặp bidan này là 230k bao ship nha. 230k bao ship cho cặp bidan này bác nội là lâu còn. Cái này gửi trên cũng chiếc xe này, chiếc xe không, cái chiếc xe Bigaton ba tiếp nhôm ra nè. Bán mấy cái kia hết còn cái yên xấu quá. Đó. Rồi 100 luôn. 100k bao ship luôn nha. Đó, bắt đầu ngà lộ con. Cái này màu trắng, mình về mình thích màu này mình lọp lại màu khác. Yên này không biết gì như nước nào nữa. Nó có trống gì chứ. Đó, nó đóng cho mẹ V là 156 gì thôi à. Rồi 100k bao ship kia màu trắng này bắt đầu ngà lộ con. Có mấy cái dĩa này nha bác. Dĩa nhôm 39 găng. Đó. 39 găng nha, giống nhau. Lỗ giống nhau chứ. Cái thằng này á thì nó thằng này nó đóng Shimano GSGB39 ha. Còn thằng này nó cũng đóng Shimano SG39 nè ha. Đó. Cái dĩa gì con giao luôn 200k bao ship nha. Con lỗ thấy cái nào cũng giống nhau nha, lỗ giống nhau chừng. Đây. Còn cái này cái 42 găng cũng bằng nhôm mà sơn đen nha các bác. Nói chung là găng thì còn dày lắm nha chứ không có mà nhọn nha. Rồi, này 42 găng nè. Cũng bằng nhôm luôn. 200k bao ship luôn nha các bác. Còn cái này cái Sugino nè, 48 găng da băng nha. Đó, còn thấy nó cũng lỗ nó cũng giống nhau, mấy cái giống nhau. Găng cũng còn vậy nha các bác. Rồi 200k bao ship luôn, cái 48 găng này ha. Rồi bác nào hôm lâu còn bằng nhôm nha các bác, chỉ nhôm nha chứ không phải chỉ sắt nha. Cái này Shimano 50F cũng 50 găng luôn nha các bác. Đó. Cái loại này găng nó nhỏ nè.
gan nhỏ nha các bác, loại này gan nhỏ nè, loại này mới nó gan, nhìn nó gan nó nhỏ lắm. Rồi cái dĩa Shimano này 200k bao ship luôn nha, bác nào ưng alo con 50 ngàn. Đây cái này nữa nè, cái này là cũng Sugino luôn nha các bác, 45g da băng nha, 45g da băng. Rồi cái dĩa này dĩa xưa nè, nó cũng còn đỡ đỡ nè, hơi dày dày chút. Nó bằng nhôm luôn nha các bác. Rồi 200k bao ship luôn cái này luôn, bán nào ưng alo con. Đó còn có cây cây ghi đông này ha, ghi đông sexy. Hàng này này tháo trên mấy chiếc xe mà xe Pháp mà nhập về á, nhưng mà cái nó thằng sắt nên không có, người ta không thích nên người ta gỡ bỏ nha, người ta thanh lý. Thì con thằng ấy về con coi bác nào cần thì con bán. Đó, cái này là xe nhỏ nha các bác, này 38 nha, 38 lọt lòng nha, nhỏ lắm nha các bác, này 38 lọt lòng, sexy còn đẹp nha các bác. Rồi 38 lọt lòng. Còn cái này con giao lưu là 150k bao ship nha, 150k bao ship cho cái cây này, bạn nào ưng alo còn. Đó, con cây này nhôm nè, cái này 42 nha các bác nè. Ô cái này 42 Phú Bị nha, 42 Phú Bị thì gần nhôm toàn thân, cái ống này cũng là bằng nhôm luôn, có chữ top tem luôn nè, top tem luôn á, hàng này tháo trên chiếc xe top tem ra đó, 42 bằng nhôm, nó lắp trên xe đời mới cậu ép. Rồi con giao lưu cái cây này là bốn trăm cao ship nha, 400k cao ship cho cái cây này, bộ này bán nào ưng là lâu con, nó bằng nhôm nha, về mình chỉ việc lắp vô xe đây. À, 400k bao ship cái cây bằng nhôm đó. Đây cây này, cái này là của Seke nha các bác, Seke da băng mà nó chạy nè, nó chạy chút xíu, nó chạy này giống như cái này là giống như là người ta dặn dặn cái này nè, nó bị cấn nó chạy nè, ha, da băng ha. Đó, tay này là tay Diacom ha, tay Diacom da băng ha. Đó, còn cái bông tăng này là bông tăng sake luôn nha các bác, da bằng luôn nha, chuông là chuông Bigaton, chuông Bigaton dính liền bông tăng nha, ngon lành. Rồi con giao luôn cái bộ này là 1 triệu, 1 triệu bao ship bao gồm bông tăng, tay thắng rồi chuông luôn nha các bác, 1 triệu bao ship cho cái này. Cái này là dài nha các bác, này cái bông tăng là dài nè, dài là tới gần 11,5 lần cm lần nha, là Phú Bị nha, Phú Bị là gần 11,5 cm. Bán nào ưng được cái bộ này alo con ha, giao luôn 1 triệu bao ship giờ tại thắng ý đông bông tăng chu đó, bán nào ưng được alo con. Có hai cây Cốc Yên nha, cây Cốc Yên này Cốc Yên da băng 26-8 nha các bác, nó hình cây gậy 26-8 cây gậy. Rồi con giao lưu cây này là 330k bao ship nha, 26-8 da băng đó, 330k bao ship cho cây này. Còn cái cây này, cây này 27-2 nha các bác, của hãng Kalin nè, này là chắc của Đài Loan nha các bác đó. Rồi con giao lưu cây này là 300k bao ship nha, 300k bao ship cái cây này, bác nào ưng alo còn. Đây cái ba ga này, ba ga này ba ga thứ bảo nha các bác, xe của xe thứ bảo nha, mức sơn còn zin luôn,
Nó ban ngày sắt thi thư báo nặng chịch luôn. Đó, bạn nào có chơi xe thư báo thì thiếu ba ga thì alo con. Ba ga này bằng sắt nặng nha, zin nha, chứ không phải là làm nha. Cái này là của mấy chiếc xe thư báo ngày xưa đó. Đó, màu này màu sơn zin luôn á. Rồi con giao luôn cái ba ga này là 430k bao ship nha. Bác ngờ ngược alo con, 430k bao ship cho cái ba ga này ha. Có cặp nền này nè. Cặp niền này, cặp niền 680 nha các bác. 680 long đình sắt. Niền xưa nha các bác, chỉnh xưa. Nó có vết nối vô này nè, nối vô này nè. Nó xấu nha các bác, nó xấu nha. Nó nối hơi bị xấu vô này. Đó. Này 680 bản 2004 nha các bác. 2004 long đình. 68 hàng chuẩn xưa. Nó cũng có chỉ có nói chung là cũng còn bắt vô thì xài được thôi chứ không gọi là đẹp nha các bác. Không gọi là đẹp, thì hàng này hàng xưa nha, không đẹp, trung bình thôi. Nhưng mà lỗ thì một lỗ bị phan làm một lỗ bị phan đút vừa lớn nha. Còn một lỗ chưa nha, một lỗ thì còn đút vừa nhỏ nha. Nó một lỗ thì còn đút vừa nhỏ nè. Đó, cặp niên long đành sắt chuẩn hàng xưa. Trung bình không đẹp mà cũng không xấu, nói chung còn xài được. Đó, để dành lắp xe xưa, 68 xưa nha các bác. Đó, bác nào ưng xe này về lắp một kiểu xe 68 lắp ca ghê chạy ha. Rồi con giao luôn cái cặp niền này là 1 triệu đồng nha, 1 triệu đồng bỏ ship. Đó, bác nào ưng được cặp niền này giao lâu còn. Hàng chuẩn nha các bác, còn không phải là hàng sau này mới làm nha. Có hai nó xấu, nó hơi tệ tí xíu thôi chứ nói thẳng cậu này nó đẹp, nên là tiền không. Rồi hôm nay vậy đó, bác nào có ưng được món nào lâu con ha, xin chào các bác.